Kính chào quý thính giả. Tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2022, xin gửi đến quý thính giả bài viết Những kết quả nổi bật trong chuyến công tác đặc biệt 3 trong 1 của Thủ tướng. Bài viết được đăng trên báo điện tử chính phủ.vn. Thưa quý thính giả, buổi sáng ngày 19 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN. Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ và Tây bán cầu kể từ sau Đại hội 13 của Đảng. Còn hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN, Hoa Kỳ là hoạt động đối ngoại đầu tiên và cũng là lớn nhất của ASEAN diễn ra bên ngoài lãnh thổ ASEAN kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam lên đường chỉ vài giờ ngay sau khi hội nghị trung ương năm khóa 13 bế mạc và về tới Hà Nội. Vào sáng ngày 19 tháng 5, với lịch trình làm việc dày đặc gồm hơn 60 hoạt động song phương và đa phương của Thủ tướng, hơn 40 cuộc làm việc của lãnh đạo các bộ ngành tháp tùng, đây là chuyến công tác ba trong một, bao gồm song phương kết hợp đa phương ở các tầng nước khác nhau, tầm khu vực trong ASEAN và tầm toàn cầu với Liên hợp quốc. Chuyến công tác đã đạt được mục tiêu đề ra với những kết quả toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo ra những dấu ấn lớn, đồng thời khẳng định nhiều thông điệp quan trọng về các vấn đề trong nước và quốc tế. Thứ nhất, chuyến công tác đóng góp quan trọng vào thành công của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN, Hoa Kỳ, trong đó đoàn Việt Nam đóng vai trò tích cực. Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN, Hoa Kỳ lần này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 45 năm ASEAN và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ. Đây cũng là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao hai bên gặp gỡ trực tiếp sau 5 năm gián đoạn. Hội nghị đã thông qua được tuyên bố tầm nhìn chung định hướng quan hệ hai bên trong thời gian tới, cam kết nâng tầm quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện, hai bên thúc đẩy hợp tác ứng phó với các vấn đề an ninh truyền thống như tự do hàng không, hàng hải trên các vùng biển và đại dương trong đó có biển Đông, cũng như các vấn đề an ninh phi truyền thống như phòng chống dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Hai bên ưu tiên hợp tác phục hồi kinh tế xã hội sau dịch bệnh, ổn định chuỗi cung ứng, phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách, nhất là khu vực tiểu vùng, trong đó có tiểu vùng Mê Công, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh và bền vững. Thứ hai, chuyến công tác tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Với hơn 45 hoạt động song phương của Thủ tướng diễn ra liên tục, xuyên suốt từ Washington, Boston, New York, San Francisco, có thể khẳng định sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch, đây là những tiếp xúc, trao đổi trực tiếp ở cấp cao nhất và toàn diện nhất giữa hai nước. Thủ tướng đã gặp Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy, các bộ trưởng quan trọng nhất trong nội các giới học giả các doanh nghiệp tập đoàn hàng đầu và có nhiều cuộc gặp với đông đảo đại diện bà con kiều bào các trí thức doanh nhân sinh viên người việt tất cả các giới của hoa kỳ đều bày tỏ coi trọng quan hệ với việt nam khẳng định tôn trọng thể chế chính trị ủng hộ việt nam mạnh độc lập thịnh vượng mong muốn quan hệ song phương ngày càng phát triển sâu rộng hiệu quả thứ ba chuyến thăm thúc đẩy quan hệ việt nam liên hợp quốc tuy thời gian có hạn song các cuộc gặp của thủ tướng chính phủ với lãnh đạo các cơ quan quan trọng hàng đầu của Liên Hợp Quốc, gồm Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Giám đốc chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đều đạt những kết quả có ý nghĩa, nhất là vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Việt Nam, Liên Hợp Quốc, Quốc qua trao đổi thực chất, hai bên ghi nhận thành quả hợp tác tích cực trong nhiều năm qua nhất là sự vươn lên mạnh mẽ và tham gia ngày càng chủ động, tích cực và đóng góp hiệu quả của Việt Nam, đặc biệt là thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, cam kết mạnh mẽ về ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách quốc tế. Các lãnh đạo Liên Hợp Quốc đều coi Việt Nam là bạn, là đối tác quan trọng, thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, và khẳng định các cơ quan Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, tích cực hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà Việt Nam, ưu tiên như ứng phó và phục hồi bền vững sau đại dịch, phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, đà phá bom mình và khắc phục hậu quả chiến tranh. Quý thính giả thân mến! Quý vị vừa nghe bài viết những kết quả nổi bật trong chuyến công tác đặc biệt ba trong một của Thủ tướng được đăng trên báo điện tử chính phủ.vn. Chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.